Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Trên đây mình là bức tranh về chú Pokemon Seadra nha các bạn. Một chú Pokemon hệ nước rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh về chú Pokemon này nhá. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô màu cho phần khuôn mặt và phần tóc của chú Pokemon này. Tiếp theo hai cái cánh thì mình sẽ tô màu hồng cho hai cái cánh này. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho cái đôi mắt này nhé. Cái cánh bên phải này mình sẽ tô màu hồng cho cái cánh này luôn nhé. Video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào. Mình sẽ thêm một chút màu màu xanh ngọc để trang trí thêm cho chiếc cánh này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một chú Pokemon huyền thoại. Và chúng ta hệ tâm linh và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sử dụng màu tím để tô màu cho cái màu da của chú Pokemon này. Mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho phần thân và phần bụng của chú Pokemon này.
và mình đã tô màu xong cho bức tranh về chú Pokemon Seadra này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình nhé. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.